Anh xin chào bà cô chú và các bạn. Giờ anh đến cửa hàng trang trí nội thất Tân Khoa. Thì gia đình anh Nguyễn Hùng ở Mỹ tài trợ căn nhà cho em Thi. Thì anh làm xong rồi, thì hôm nay anh mua vật dụng trong nhà cho em. Giờ anh mời ông bà cô chú và các bạn vô cửa hàng cùng lựa đồ với Hạnh. Chủ nhà đó thôi, đây gặp rồi. Chào bà chủ. Chào. Hôm nay thì mình lại mua đồ ha. Tại vì nhà em Thi cấp xong rồi, giờ mình mua đồ cho nhà mới. Đi lựa cái tủ đi, bên đây là cái tủ trước đi. Đây là nhiều hẹn. Làm bên mấy sao? Nhiều bằng à? Đây, tủ ở đây nè. Tủ này mét 8 nè. Mét 6. Tủ này. Tủ này cũng mét 6 nè. Ôi, cái tủ màu này đẹp quá nè, màu xanh xanh nó mát quá ha. Màu này mát nè. Tủ này là bao nhiêu? Tủ này nó mét 6 nó 3 triệu. 3 triệu. 1 mét 8 thì 3 triệu mấy rồi hả? 3 triệu 3. Lấy tủ này đi. Tủ này, này đẹp ha. Đẹp. Cái màu này lạ nó từ hồi đó giờ mình mua chưa có cái màu này. Màu xanh. Rồi giùm đi sẵn lên đó mình mua giường luôn đi, qua vòng quanh kia ha. Giường này là bao nhiêu? Giường này nó 1 triệu 3 mà tính là 1 triệu 6. Ủa, có cái giường màu xanh này lạ quá nhỉ? Mẫu mới. Mẫu mới. À, đời mới. Lấy mẫu mới này đi. Thế này là lạ nè. Cho nó khác khác chút. Giường. Này là 1 triệu 6 ha. À, 1 triệu 6. Rồi. Cái màu xanh này. Cái mẫu này mẫu mới luôn nè. Mẫu mới thì nó khác à. Lấy ra luôn đi. Rồi. Nhà có tới 3 đứa bé. Như là cái giường nhỏ. Cái loại khác là nó ấy hơn hả? Cái này nó gọn ha. Cũng bằng tiền nhưng mà nó là mẫu mới. Ồ, mẫu này nó lạ quá ha. Cái màu này màu kem ha. Đơn giản, đúng rồi. Cái này đơn giản nè. Không thích màu mè á. Màu này màu tối tối. Nó bằng tiền luôn. Nó cũng bằng tiền nhau. Ủa sao thấy cây nó bự quá hả? Nó cũng bằng tiền nhau. Tính mua cái giường nhỏ nhỏ cho hai mấy đứa bé nằm á. Nhỏ hơn thì nó rẻ như là một mét, nó rẻ hơn mấy trăm ngàn. Nó rẻ hơn được 100 ngàn à. Ôi vậy đó. Thôi vậy mình lấy cái bự đi. Tính mua 1m4 á, mét gọn gọn cho hai đứa bé nhỏ á mà rẻ hơn có 100 ngàn à. Rồi, thì mình mua mét 6. Càng lớn thì nó càng. Thôi vậy lấy cái giường này, cái giường này màu tối nè. Nó sạch. Ừ. Nhìn mẫu này. Lên đây mình mua cái giường đi, ô cái bàn ăn. Cái này bà chủ mà tập thể dục lên đây là có eo luôn. Không cần đi tập thể dục nữa. Đâu cần đi đâu. Có khách nên eo lên nha, sướng mà. Lên xuống. Cân. Mình mua loại tốt đi. Loại tốt là loại này hả? À, có loại này tốt hơn. Là 1.4 triệu mấy đó. 1.450.000 là một bộ. Rồi. Một bàn với 10 cái ghế. 10 cái ghế ha. Như là mình mua bàn không là nhiêu? Bàn không đó là... một triệu. Vậy là ghế đây... à, đúng rồi, ghế thường thường nghe nói một ghế nó là 50 ngàn tại ủa có ghế dựa nữa nè. Nhà lấy ghế màu xanh hay màu đỏ ta? Màu xanh đi, xanh cho nó mát đi. Bữa nay mua nhiều xanh quá nè. 10 cái ghế. Vậy là 10 cái ghế có 450 à? 10 ghế nó là 500. Ủa 500 mà bớt 50. Đúng rồi, bán mới tặng hạnh. Ghế này dày ha. Ghế này tốt. Này biết chừng nào mà hư đâu. Mũ này mình xài lâu mấy chục năm là nó cũng còn hoài. Tại nó thôi nó bay màu thôi. Một dẹo, một bóng. Rồi, lấy 10 cái này. Lấy chút xíu mình lấy cho. Rồi. Xuống dưới mua mùng niệm. Gói.
Nhà em Thi thì có vô nước sạch này, nên Hạnh không có mua bồn nước, bồn chứa nước. Giờ tính tiền, Hạnh cũng mua đủ hết trơn à. Niệm đây nè, mền gối đây, ga mùng mền luôn. Tính rồi chảo luôn đi ha, chảo cho mình giao luôn. Rồi. Mền đã lựa đây chưa xếp, cái màu hồng, cái màu đỏ. Mua cho hai đứa bé gái nè, là màu hồng nè. Hương tính tiền xong rồi, giờ Hạnh gửi tiền. Bao nhiêu tiền? 9.730.000. 9.730.000 ha. Chừng 10 triệu rồi đó. Mình gửi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.730.000. Rồi cảm ơn nhiều luôn dạ. Nha. Rồi. Nha. Rồi chúc Hương mua ma bán đắt nha. Rồi trả cho mình luôn đi. Xin chào ông bà cô chú chị các bạn. Giờ Hạnh đến cửa hàng Nhân Huệ. Hạnh ở chợ Ngọc Trúc. Hạnh mua cái bếp ga với cái nồi cơm điện cho gia đình của em Thi. Thì gia đình anh Nguyễn Hùng ở Mỹ tài trợ nguyên căn nhà cho em. Thì giờ Hạnh làm xong rồi, giờ hôm nay Hạnh mua đồ đặng bàn giao nhà mới cho em luôn. Giờ Hạnh mời ông bà cô chú chị các bạn vô cửa hàng cùng mua đồ với Hạnh. Sao không thấy ai chứ? Chủ nhà ơi, ồ, có khách gì vậy? Bây giờ Hạnh Na vô đây mua bếp ga nè. Cái bếp với cái bình là mình bao nhiêu? Chị tư 50 ha. Ồ, cái mẫu này đẹp quá nè. Rồi lấy cho chị cái này đi ha. Có cái bình ga luôn ha. Đi mua nồi cơm điện cái nữa. À, nước 2, nước 8 nè. Lít 2, lít 2 là bao nhiêu tiền? 209. Lít 8? 340. 209, 340. Rồi lấy cái bự đi. Rồi Hạnh mua cái nồi cơm điện bự cho gia đình em luốn. Gia đình em thì tới 5 thành viên, mốt cho bự lớn, mấy đứa nhỏ lớn lên thì nấu cơm nhiều chút. Cái này là 340 ha. Rồi tính tiền đi, cho chị gửi tiền luôn. Nồi cơm điện kim cương. Nhà đang có đám hay gì á? 8.000, 7.000 hả? 1450 nhập với 340. Còn 10.000 có lần 8 phải không? Đúng rồi. 1.790.000. Rồi cho gửi 1.800.000 nè nha. 1 triệu, này là 800. Rồi, cửa gà chỗ nào ta? Cửa gà hả? Không biết chỗ cửa gà luôn. Không, nhà nào á, cửa gà. Con chạy vô trong kinh đó khoảng chưa vài chục mét là người ta có cái nhà bên đây, bên đây, bên không, bên không có lộ nè. Không phải bên chùa nha. Đây. Chưa có qua cầu. Cái tòa đâu? Cái tòa. Bên đây là hãy mua 1.790.000. Vui quá, ăn gì mà liên quan hay gì? Thôi 20 luôn đi. Rồi vậy hả, bớt là 8 luôn ha. Rồi cảm ơn luôn ha. Rồi. Rồi chúc cửa hàng hoa bán đắt luôn. Rồi trả liền cho chị luôn ha. Dạ. Đây là ngồi cơm điện ở đây nè. Rồi.
giờ Hạnh mua đồ ở cửa hàng Đăng Khoa nè. Giờ chở đồ cũng lại gần xong rồi, đang vận chuyển ở dưới sông lên. Đường đi khó nên kìa, thấy nhiều người xuống phụ luôn. Thì Hạnh mua hai cái giường ngủ, cái một cái tủ quần áo, cái bàn ăn cơm. Rồi cái này khiêng vô nhà mới được, không có đẩy lên được rồi. Khiêng đi. Bây giờ mình khiêng vô luôn nha. Rồi khiêng vô đi. Cứ đẩy qua đây thì coi. Cho cái đàn nó qua. Khiêng vô trong luôn, cho vô trong hết luôn. Còn cô thì đang chở bếp ga với bình ga bên sông rồi, đi đậu xe bển á và bơi vỏ qua lấy. Kênh này lục bình quá luôn. Không biết vô được không, bự quá rồi. Rồi lặn vô lại, đẩy ngược vô lại. Tủ có bánh xe dễ đẩy quá, quay vòng 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 á. Lặn lắp đồ dữ thiệt. Ôm cua giống như chạy xe vậy hả? Rồi kiếm dao đồ ra đi xé ra đặng đồ áo gói rồi luôn. Đang trang làm gì vậy? Dành đó kìa. Mình hồng mà, hai gái còn hồng nè, bộ da hồng luôn nè. Mình dữ rồi. Mùng hồng luôn phải không? Dạ, đây đây. Hợp với bộ đồ màu hồng luôn rồi. Là hỏi mua xe cũng màu hồng, bữa nay bọn đồ cũng màu hồng luôn. Chắc thích màu hồng hay gì nè. Đứng lên đưa má Hạnh đó nè. Đứng lên. Đây. Buộc lại hai đầu lại. Thấy chưa? Gái luôn nè. Kẹp. Thịt anh đi nha con. Ra đây. Cái này ra niệm con. Ra niệm. Đây là đâu rồi? Còn một cặp gối nữa mà. Rồi cái gối qua kìa đi. Cho cùng màu bộ đi. Nha niệm. Cái này của con phải không? Nè. Rồi, chưa trơn trọng màu hồng hết trơn rồi. Đúng gần đó là gái thiệt mà. Gái là hồng hết nè. Thấy không? Con mèo cái ti luôn vậy nè. Này này cho ba với mẹ. Bọc này dai dữ vậy. Đúng rồi, cái bao này lại nè, nó chắc á. Nhiều người phụ quá ha, cất nhà rồi giờ anh em gom lại mừng quá ha.
cái giường này hồi đổi lại rồi. Rồi quay đầu lại hả? Thì góc quá nha. Cái giường cái góc của nó đó. Vậy. Anh dây chăng cái góc á, chạy chữa là cái góc nhọn á chị. Nó mới vừa nè, nó không ngay góc nhọn không vừa. Chọn này phải không? Trang với Trang chọn nào? Trước tiên là thấy màu hồng rồi đó. Nè. Đó. Màu vô. Quay giường lại luôn, mình quay giường lại. Thở bằng hai dặn nè. Bước xuống này con, bước xuống này, bước xuống này. Nặng dữ, cái giường này nặng quá vậy. Rồi một cái giường rồi đó, trao cho hai bé đó. Ngồi lên đi. Cha mẹ đó. Xong một cái giường rồi tới giường thứ hai. Cho nó vô đều góc là nó đều mà. Rồi. Ngồi xuống đi chị. Bông hoa màu xanh hợp quá nha. Mình đỏ mình xanh. Giờ mình đọc cái bọc cái tủ ra nè. Bọc này nó dai ha. Tủ này nó rộng hơn thang luôn, nhiều ngăn quá. Tủ này mới cái có mùi thơm quá nha mới. Còn cái bàn ăn nữa, cái bàn ăn mình để ở trong bếp nữa hả? Bây giờ hình gắp cả chén, còn Cường thì gắp bếp ga. Khui cái bàn cái luôn đi, cái bàn lột, cái bàn ăn á. Bây giờ kệ chén thì hạnh gắp nó xong rồi nè. Kệ đựng chén. Dưới bếp ga thì gắp rồi luôn rồi nè. Để cháy đều luôn rồi. Đây là cái nồi cơm điện. Hạnh mua cái nồi cơm điện 1.8 cho gia đình em sử dụng nhiều luôn. Tại vì cho mấy bé nữa. Nấu nhiều cho mấy bé ăn. Thank you.
của em Thi thì hôm nay thì Hạnh làm xong rồi. Thì qua bàn giao nhà mới cho em thì cũng gắn cái bảng của nhà tài trợ luôn nè. Nhà tài trợ là anh Nguyễn Hùng ở Mỹ, tài trợ nguyên căn nhà cho em Thi luôn. Anh Nguyễn Hùng này là con của ông bà Nguyễn Tâm. Thì mặt trước thì anh cũng gắn miếng da đá nè, cũng có cửa sổ đầy đủ luôn. Cũng hai có cánh cửa nhôm, nhôm với kiến. Thì hôm nay Hạnh sẽ quay toàn bộ ngôi nhà với mua vật dụng trong nhà luôn. Thì cái phòng khách thì Hạnh cũng làm ba cái cửa sổ nè. Thì hôm nay Hạnh chị lại giao nhà cho hai bằng giao nhà mới cho hai em nghe với mua vật dụng trong nhà cho mình nè. Thì ngôi nhà của em thì anh Nguyễn Hùng ở Mỹ tài trợ nha. Nguyên căn nhà cho mình với mua đồ trong nhà dùng cho mình luôn. Đây là cái phòng khách đây. Phòng khách thì cũng ba cái cửa sổ đây, cũng bằng nhôm với kiến luôn. Mở ra ban ngày thì mở cho nó mát vậy nè, gió nó lùa vô. Hạnh cũng có mua giường nè. Đây là món quà đầu tiên ha, là một cái giường ngủ nè. Có đầy đủ luôn, mền, mùng, gối với nệm luôn. Thì Hạnh mua nguyên một tông màu hồng, hai đứa bé gái thích màu hồng. Đây là quà thứ nhất. Rồi sao rồi, mấy con hai bé gái coi coi, con có thích không? Thích đâu? Đâu lên thử coi, ngồi thử coi. Thấy nhát quá vậy? Trong đây sống ít tiếp xúc với ai cái gì mà. Ngồi lên thấy im lên, im không? Hồi đó giờ có ngủ niệm không? Hồi đó giờ con có ngủ niệm chưa? Chưa. Chưa hả? Ngủ còn chiếu thôi ha. Ủa sao nóng dữ vậy? Ồ, ba đứa sốt hết trơn, nóng hổi luôn. Rồi, con có mua cảm ơn chú Nguyễn Hùng không? Đâu còn nói coi. Cảm ơn chú. Cảm ơn đi. Rồi là món quà thứ nhất là một cái giường ngủ nè ha. Thì Hạnh mua đầy đủ mền, mùng, gối cho mấy bé nè. Mền cũng màu hồng, cái mùng màu hồng luôn. Quà thứ hai là cái bàn ăn nè. Bàn ăn với 10 cái ghế cho gia đình mình ăn cơm ha. Khách khứa thì lại cũng có chỗ ngồi ăn uống này kia. Rồi giờ mình vô thông qua phòng ngủ đi. Đi nè cả nhà. Sao cứng đơ vậy? Đi. Đây phòng ngủ của em thì rộng rãi luôn. Cũng có cửa sổ đầy đủ luôn. Ở đây thì có cửa sổ nè. Là món quà thứ ba nè. Là một cái giường ngủ luôn. Cũng màu xanh. Thì Hạnh mua đầy đủ màu xanh luôn. Ga niệm mùng này cũng màu xanh. Mền thì màu đỏ, hết màu xanh rồi. Ham rồi, tới giường nào cũng ham hết trơn á. Mới đầu thích màu hồng, bây giờ thấy màu xanh cũng lên luôn à. Rồi tới quà thứ tư là một cái tủ quần áo nha. Em Thi qua coi có cái tủ này chị lựa có được vừa ý không? Chị lựa cái tủ này 1m6 nó rộng nè, đằng cho gia đình mình đựng đồ ha nè. Cái đồ nào vật dụng nào mà em không xài, đồ đạc thì em ship ở đây nè. Nó gọn ha, mùng mền nào dư thì mình để trong đây cũng được luôn. Ở đây cũng có nhiều ngăn á nè. Đó. Ở đây là hai ngăn máng đồ. Máng rồi mình ship để dưới đây nè. Nó rộng lắm. Bên đây cũng ngăn máng đồ luôn. Rồi đây cũng có chỗ xia hai cái hộp tủ luôn. Để vật dụng này kia cần thiết á. Rồi thấy tủ này thích không? Cái tủ này cái mẫu mới nè, chị cũng mới thấy thôi, nó lạ. Cái màu nó nhìn nó sáng nha, nó xanh xanh mà nó nhu. Rồi mình ra ngoài nhà nấu ăn đi. Món quà thứ tư rồi ha. Đây là món quà thứ năm, là một cái bếp ga. Bếp ga màu này nó sạch ha. Bếp ga với bình ga luôn cho em luôn. Bật lên là sử dụng được rồi nè. Xài nó sẽ lâu hơn nếu mà em xài cái bếp mini nhỏ đó. Thì một ngày là chắc cũng hơn một chai ga rồi hả? Dạ, cỡ đó chị. Một ngày là 12.000. 12.000, nhiều khi hai lon rồi hai mấy ngàn rồi. Dạ. Cái bếp này mình có thể xài được vài tháng nè. Dạ. Lâu. Là món quà thứ năm ha. Sáu là một cái nồi cơm điện luôn. Cơm điện thì chị mua loại lớn cho gia đình mình sử dụng ha. Như đi ruộng thì mình nấu cơm cũng được nhiều, mình dở theo á. Là thứ sáu. Đây, món quà thứ bảy là một cái kệ chén luôn. Cái chén đang cho em đựng đồ nó gọn gàng lên ha. Thao nồi được những cái dụng cụ nhỏ nhỏ nhặt thì mình bỏ dưới đây nè. Nó sẽ gọn ở nhà.
Rồi món quà thứ 8 là một cái bàn đã bếp ga. Bàn đã bếp ga thì Hạnh làm bằng màu gạch nè, màu gạch trắng giăng may luôn. Nó sẽ nó sạch sẽ ha, sáng á. Rồi dưới đây thì mình để đồ dưới đây cũng được nè. Ở đây nó còn rộng dữ lắm. Xô rồi đó, gạo rồi mình để dưới đây. Này ở đây cũng có cái cửa sổ nữa ha. Phía tây thì cây nước nè, thì em nước sạch đó thì em cũng vô rồi luôn. Tiện luôn cái bên luôn ha. Dễ dữ quá đứa nhỏ. Rồi trong đây thì nhà vệ sinh, nó gần luôn. Mấy đứa bé này sẽ thuận tiện hơn luôn. Mình làm cổng gạo đó là được rồi. Đây là cái nhà vệ sinh nè, nhà vệ sinh thì cũng ở đây luôn. Vô đây tham quan nhà vệ sinh. Hồi nãy chị quên mua cái xô tặng cho em đựng nước trong đây xài. Như nước đó là mình truyền vô đây được ha, mình gắn ống á. Mình truyền, mình dặn quanh cái là mình xài được đây. Rộng rãi luôn, cho mấy bé đồ tắm rửa trong đây cũng được luôn. Chắc tối á. Rồi ra ngoài, thơm thang luôn nè. Cũng đi tham quan dòng nhà của em với mua đồ vật dụng trong nhà cho em hết rồi. Giờ Hạnh sẽ ra tổng kết số tiền làm nhà với mua đồ cho nhà của em Thi. Rồi hai chị mình ra ngoài. Rồi giờ thì ngôi nhà của em thì chị cũng làm xong ha. Rồi mua đồ vật dụng trong nhà cùng cho em hết rồi ha. Thì chị sẽ tổng kết số tiền mà làm nhà cho hai vợ chồng của em. Thì ngôi nhà của em thì anh Nguyễn Hùng ở Mỹ tài trợ nguyên căn nhà cho em ha. Thì trước tiên là cái phần nhà tiền chế đi. Nhà lớn thì ngang 4m, dài 9m là 36m2. Nhà nấu ăn với nhà vệ sinh thì ngang 2m, dài 4m là 8m, là tổng cộng là 44m2. Thì tiền nhà thì nhân với 1.030.000 thì 45.320.000. Tổng số tiền nhà là 45.320.000. Phần vật liệu thì 18.517.000. Tiền công thợ là 3.200.000. Rồi tổng số tiền nền là 21.717.000. Thì Hạnh cộng với tiền nhà. Tiền nhà thì 45.300.000 cộng với 21.717.000 thì 67.017.000. 67.017.000 là ngôi nhà mình hoàn thành ha. Là tính chẳng là 67 triệu đi. Là ngôi nhà của em hoàn thành luôn. Thì một cái nhà thì có một phòng ngủ, nhà phòng khách với nhà nấu ăn, nhà vệ sinh ha. Thì cũng có nhiều người hỏi Hạnh sao mà làm nhà sao mà không có nhà vệ sinh, nhà nấu ăn. Thì tùy theo số tiền của cô chú Mạnh Thường Quân gửi đủ số tiền thì Hạnh sẽ làm đầy đủ. Còn vừa trọn vẹn cái ngôi nhà thì Hạnh sẽ làm đủ cái ngôi nhà thôi. Nên không có số tiền mà làm đầy đủ được. Thì số tiền dư thì Hạnh sẽ làm. Còn nhà thì dư thì Hạnh sẽ mua đồ. Còn nhà ngôi nhà thì Hạnh cũng không có tiền mà mua đồ nữa. Thì cũng hôm nay thì Hạnh cũng giải thích cho cô chú, anh chị, các bạn cùng hiểu về vấn đề mà sao mà ngôi nhà có nhà vệ sinh, nhà nấu ăn, nhà thì không có. Thì tùy theo số tiền thôi. Rồi ngôi nhà của hai em thì Hạnh làm hoàn thành là 67 triệu. Rồi Hạnh mua đồ, tiền số tiền mua đồ á thì bàn để bếp ga thì 600.000. Mua ở cửa hàng Dung Huệ một bếp ga với nồi cơm điện thì 1.780.000. 90 mà chủ cửa hàng bớt 10.000 còn 80. Mua ở cửa hàng Đăng Khoa thì 9.700.000. Thì Hạnh mua một cái tủ quần áo 1m6 thì 3 triệu, hai cái giường sắt thì 3.200, một cái bộ bàn ăn 1.450, hai ga niệm, hai niệm thì 800, hai mùng người gối với mền với ga với niệm á thì 1.020.000, một kệ chén 190, chục chén thì 70 nữa là 9.730.000. Chủ cửa hàng bớt 30.000 còn 9.700.000. Thì tổng cộng Hạnh mua đồ thì 12.080.000. Thì Hạnh cộng với số tiền nhà là 67 triệu cộng với 12.080.000 là 79.080.000. Thì tổng số tiền Hạnh mua đồ với làm nhà thì 79 triệu thì Hạnh làm cho chẳng luôn. 79 triệu là toàn bộ ngôi nhà của mình hoàn thành ha. Là 79 triệu đồng mua đồ với làm nhà luôn.
Rồi ngôi nhà của mình làm lên vậy thì hai em có cảm nghĩ gì? Trước tiên là em Cường đi. Dạ em mừng lắm chị. Thì gia đình em cũng lên em đi làm, các ba bốn đứa con biết gì nào mới dành dụng cất được cái nhà. Em cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân trong nước ngoài nước hỗ trợ gia đình em được căn nhà như này của mình. Cảm ơn chú Nguyễn Hùng đã tài trợ gia đình con căn nhà để che nắng cho em mưa đấy. Con yên tâm đi làm xa thì giờ lo với gia đình con. Đúng rồi, thì có ngôi nhà thì mình sẽ yên tâm, mình đi tới giờ mưa bão thì không sợ ha. Mấy bé nhà thì cũng có chỗ nghỉ ngơi ổn định nữa, cũng có cây nước kế bên, thì nhà vệ sinh cũng trong nhà luôn, thì giữ bé thì cũng dễ dàng cho mẹ nè. Mỗi lần mà ba đứa bệnh một lượt thì sẽ khó khăn dữ lắm luôn. Thường thường mà đứa lớn bệnh thì đứa nhỏ cũng bệnh à, bị sốt thì rồi chung mụn bị lây. Rồi giờ em Thi có là gì muốn nói với anh Nguyễn Hùng không? Xin cảm ơn anh Nguyễn Hùng. Chồng em có cái nhà mơ ước, anh Nguyễn Hùng với ngày chồng phát triển và luôn hạnh phúc. Rồi bệnh nên quậy nè, không gà thì em bệnh đó nên em Thi thì lo giữ em thôi, nên không có làm gì tiếp được á, thì vừa thời gian nào bé mà ngủ thì em mới chạy ra phụ thôi. Bé nhỏ này ba đứa luôn bệnh không luôn. Ngôi nhà là như mưa ướt rồi ha. Nhìn lại ngôi nhà cũ thì nó khác xa quá ha. Tuy nó không có bằng như khang trang bằng cái ngôi nhà của người khác, thì mà được ngôi nhà vậy là mình cũng mừng dữ lắm rồi. Thì ngôi nhà của mình thì anh Nguyễn Hùng ở Mỹ ha, tài trợ cho hai em, thì mình gắng gìn giữ ngôi nhà mình sạch sẽ như cho nó mình lâu á, thì không phụ lòng mong mỏi của anh mà tài trợ cho ngôi nhà của mình đó. Thì tại vì đồng tiền làm ra cũng cực khổ lắm, mà được số tiền này thì đối với mình là rất là quý rồi ha, nên mình trân trọng cái ngôi nhà mà anh tài trợ cho mình ha. Bây giờ thì Hạnh cũng thay mặt cho gia đình của em Thi với ba bé là với em Cường cảm ơn anh Nguyễn Hùng ở Mỹ. Hạnh xin chúc gia đình anh luôn luôn được dồi dào sức khỏe, còn công việc thì luôn thuận lợi và thành công. Rồi giờ video của Hạnh đến nay kết thúc. Hạnh cảm ơn ông bà, cô chú, chị, các bạn trong thời gian qua đã luôn yêu thương và ủng hộ kênh Đức Hạnh Miền Tây. Hạnh xin chúc ông bà, cô chú, chị, các bạn luôn luôn được dồi dào sức khỏe, bình an và thành công trong công việc. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi chào cả nhà nha. Rồi chúc con ma, ba con ma hết bệnh nha. Mấy bé này ít nói là rồi. Chúc hai vợ chồng luôn hạnh phúc nha. Rồi chào hai em luôn. Rồi chúc nhiều sức khỏe luôn.